Vâng, chào dụng cụ nhật, nghề Nhật bãi. Xin chào tất cả các anh em đang theo dõi kênh. Thì hôm nay em lên cái chủ nhật, em lên cái clip đồ nghề tiếp theo về cũng là một số cái sản phẩm thông dụng như mọi khi, búa, dao, rựa, rìu, kêu cắt tôn, hết tất cả mọi thứ ha. Và đặc biệt đó là trong cái lô móc, em có một cái lô móc Nhật em mới nhập thêm về rất là nhiều nha. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng, có bao gồm có cả móc quần và móc áo đó, anh em nhìn thấy ha, rất là nhiều, số lượng rất là nhiều, không giới hạn số lượng. Thì anh em nào mua, nếu mà muốn mua nhiều đó, thì em sẽ để giá sỉ cho ha. Rồi, giá sỉ thì anh em nếu mà cần mua nhiều hay gì đó thì số lượng nhiều ha, thì ok, có thể điện thoại đi riêng cũng được. Rồi thì cũng như mọi khi em xin nhắc lại sơ qua về hình thức giao dịch ha, cũng như mọi khi thôi. Thì ship code và chuyển khoản, tất cả giá ở đây là chuyển khoản thì em sẽ bao ship nha, còn ship code thì anh em chịu phí ship giúp em. Rồi đầu tiên ha, em đi vô mã số 1. Mã số 1 là một cái búa gỗ ha, cái búa gỗ, cái đường kính của cái búa gỗ này nó là 4 cm, tổng chiều dài của nó là 30 nha. Đấy, một cây búa gỗ. Rồi thì cây này em giá 15.000 nha. Cái mã sản phẩm này là một cái mã sản phẩm khuyến mại trong một cái clip, giá chỉ có 15.000 thôi. Thì anh em nào nếu mua cái búa này thì nói chung là chốt trong một cái đơn, một đơn ở trong trong đây và cộng thêm một cái sản phẩm này nha. Chứ còn nếu mà mua riêng một cái búa lẻ này 15k thì cũng khó cho bên em ha. Rồi thì rồi mã số 63-1, 15.000. Rồi tiếp theo là mã số 63-2, đó là một cái combo búa gồm tất cả là 1, 2, 3, 5 cây nha, 5 cây. Cây này thì anh em nhìn là còn mới ha, mới chát luôn. Đấy, tất đa phần tất cả là mọi cây búa ở trong đây á, là em nhìn ha, sơn bóng ở trên đây, tem nhãn vẫn còn đầy đủ. Đấy, combo búa ha, đó, bao gồm 5 cây. Đó. Rồi, đây là đầu búa ha. Đó. Đầu rất là đẹp ha. Búa gõ sỉ, gõ gì đều có hết. Đây, đây là 5 cây, hình thức như thế này, có cả tem nhãn đầy đủ ha. Bên đây còn. Rồi, 5 cây này thì nói chung nó tầm gần 1,3 kg thôi ha. Nó tầm 1,3 kg. Thì em không cân chính xác được, nhưng mà ý là nó tầm khoảng nhiêu đó. Thì giá của nó là 250 nha, combo búa. 250 chuyển khoản 5 bao ship ha, combo búa. 62-2 nha, 250 chuyển khoản bao ship. Rồi, tiếp theo là 62-3. Đó là một cái combo búa, cả búa gỗ sỉ Hàn nữa nè. Ha, của cây này không biết là của đâu đây. Cây này cũng còn mới mà không biết của hãng nào. Đó, bao gồm tất cả là cũng là 5 cây luôn. Ha, đấy, hình thức như thế này. Đó, đầu ha. Cán đây. Cán thì cán zin hết tất cả mọi thứ ha, cán zin hết. Đó, hình thức như thế này ha, 5 cây. Rồi, 5 cây này nhìn cũng tương đối mới đấy ha. Con cây này thì trên bề mặt nó hơi nhẹ vô đinh tí xíu thôi. Đấy, còn hình thức tất cả nó cũng như nhau. Rồi, combo này cũng là 250 luôn, chuyển khoản bao ship. 62-3 nha, 62-3. Rồi, tiếp theo là 62-4, cũng là một combo búa 4 cây. 4 cây này thì nó nặng hơn tí xíu ha. Thì nó là tầm khoảng 4 cây. Đấy, hình thức như thế này. Đó, ở đầu đấy ha. Đó, cây, mấy cây này đầu nó đẹp, toàn đẹp không. Ở cây riêng có cây này thì nó lại có thêm cái gá đinh sau này đấy ha. Đấy, có gá đinh nữa này. Đó. Rồi, 4 cây, 250 chuyển khoản bao ship luôn. Cán tất cả mọi thứ là cán zin hết nha. Anh em về không phải làm cán gì hết. Thì mấy bộ này nó cũng tầm rơi vào tầm khoảng 1,3 kg hết nha. Nó không chính xác nhưng mà nó rơi khoảng một cái đó. Rồi, 63-4, 250 luôn, chuyển khoản bao ship. Rồi, tiếp theo là 63-5 nha. 63-5 cũng là 4 cây luôn. 4 cây này thì em nhìn nè, đầu nó cũng y chang nhau hết nè. Đó, có một cây nhổ đinh, 3 cây kia là một cây đầu tròn, một cây này thì bát giác. Nhổ đinh. Rồi, cán zin hết tất cả mọi thứ luôn ha. Đó, cán anh em nhìn nè, sơn bóng, sơn giấy còn nguyên ha. Rồi, 63-5 ha, là cũng là 250 luôn, chuyển khoản 5 bao ship.
ký 3 đến 1 ký 4 nha. Coi bộ thì nó hơn. Rồi, đây, cán nó còn chữ còn... Nói chung là đó, cán nó như thế này à. Rồi, 63 gạch 5, 250 chuyển khoản bao ship luôn. Tiếp theo là 63 gạch 6. Đây, 3 cây. Cán đây. Cây này thì anh em nhìn nè, cái đầu này có thể anh em dùng để đi cuốc hoặc cái gì cũng được ha. Đó, chế cháo cũng được, đây là chữ nhật. Đó, 3 cây. Cây này thì cái dạng của cây này nhổ đinh nhưng mà nó là cái dạng thép rất là tốt ha. Đó, thì nó anh em nhìn nè, cái nó gia cố rất là kỹ càng ha. Đó. Rồi, 3 cây hình thức như thế này ha. Cây này thì cán nó hơi dài. Ba cây này thì nói chung là dáng của hai cây búa này thì nó hơi độc ha. Đó, anh em về vừa chơi vừa xài vừa sưu tầm cũng được. Rồi. Ba cây này giá là 270 chuyển khoản bao ship ha, 63 gạch 6. Sau 3 gạch 6 ha, chuyển khoản 63 gạch 6 270 chuyển khoản bao ship. Rồi, tiếp theo là 63 gạch 6, ở đây gạch 7 ha. 6 gạch 7 ha, là một cái cuốc anh em nhìn nè, nó còn mới chát ha. Đó. Còn tem cán còn chữ nhật hẳn hoi hết. À, đây là mặt trước của nó đây. Đây là một cái cuốc ha, cuốc vườn. Anh em nhà nào mà có trồng vườn sân thượng hoặc là có thể làm nghề lông trại hoặc cái gì đó thì có thể xài cái cuốc này ha. Đó. Tem nhãn còn đầy đủ. Đó. Phần tra cán này, phần gỗ cán gỗ của nó còn rất là đẹp ha. Rồi cái này em bán giá là 170 chuyển khoản bao ship luôn nha. Để đo chiều dài lưỡi ra nè. 8 nha. Chiều dài này của nó lên là 15.5. Đấy, nguyên cái cán này của nó dài nè. Tầm 35 nha, 45. Đấy, nguyên cái cán luôn là 45 nha. Cái này 170 chuyển khoản bao ship nha. Rồi, tiếp theo là một cái mỏ móc ha. Đây này, chữ nhật đây. Đấy, rồi chiều dài lưỡi đây. 16 ha, nguyên cán của nó này 33 và cái độ rộng của nó là 3.5 nhé, 3.5. đây là mặt trước này. Đấy, chữ nhật còn y chang ha, chữ nhật tem chữ nhật còn nguyên. Đấy, chữ trên cán này chữ zin ha, cán của nó còn trắng luôn nha. Rồi cây này giá của nó là 130 chuyển khoản 5 ship luôn nha, 63 gạch 8. Tiếp theo là 63 gạch 9 nha. Rồi, 63 gạch 9 là một cây kìm của Astro nha. Đấy, trên đây có chữ Astro Product này. Đó là một cây kìm mỏ dài ha. Anh em đi câu cá hoặc là nếu mà có cái cần xài cái gì đó thì cây kìm này gỡ lưới câu hay gì đó là cây kìm này là số 1 ha. Đó, của Astro. Astro của Nhật ha, là một công ty của Nhật. Sản xuất các cái phụ kiện, linh kiện, phụ kiện dùng cho xe đẩy như xe đẩy linh tinh hết tất cả mọi thứ ha. Đó, công ty này có trụ sở tại Nhật luôn. Đây là răng này. Đó, răng hai mặt ha. Đó. Thì cái ở đây thì nó cái phần nó hơi rơ nhẹ một tí xíu ha, cái phần ở đây nè. Anh em xài là nó hơi rơ nhẹ một tí xíu ha. Rơ nhẹ một tí xíu không sao hết. Rồi. Cái này thì có cán luôn ha. Đấy, có một số cái thì nó là cái dạng mà không cán ha. Đó, hình thức như thế này. Rồi để em đo chiều dài nha. Chiều dài nó là 28 nha anh em, 28. Chiều dài cái miệng của nó này là 8.5 nha. Cái phần răng của nó dài là 3.5. Đó. Rồi, hình thức như thế này ha. Rồi 63 gạch 9, em bán giá 230 chuyển khoản bao ship luôn. Rồi 63 gạch 10 nha, là một cái kéo cắt tôn cho người có thể tư thế ngồi cắt cũng được ha. Cái này thì còn khá là mới ha. Đó, vỏ nhựa tất cả mọi thứ ok còn mới. Đây là răng, đây là lưỡi cắt. Lưỡi này là lưỡi thép carbon nhá. Cái lưỡi này của nó là cái phần ở trong đây là lưỡi carbon. Đấy, phần trong đây lưỡi carbon. Ở trên đây có chữ nhật này. Chữ nhật ha. Chữ nhật luôn. Rồi để em đo ha. 25. Rồi 25, để em cắt thử cho anh em coi ha. Rồi, bé nè. Giá của nó là 200
mã 63-10 ha, 250 chuyển khoản 5 bao ship. Tiếp theo là 63-11 ha, cũng là một kéo cắt tôn thôi. Đó, cũng là một kéo cắt tôn. Hình thức thì là kéo này là dạng kéo thẳng nha. Còn mấy kia thì lưỡi nó hơi có cái đường góc cạnh. Đây, lưỡi cắt ha. Cái phần này là cái phần thép carbon nha anh em. Đó, cái phần tách lớp này nè, nó cũng cái đường này ha, đó là thép carbon đó. Cái này thì cái sơn của nó là cái sơn màu xanh nhưng mà nó bị bay ha. Nó còn dính là một tí xíu thôi. Đó. Chữ Nhật hai mặt nha. Bẻ nè. Rồi, hình thức như thế này ha, 63-11, 250 chuyển khoản bao ship luôn. Tiếp theo là 63-12 nha. 63-12. Cũng là một cái kéo tư thế ngồi nha. Đó, chữ Nhật hai mặt luôn. Đây, lưỡi cắt đây. Cái này là cái dạng đầu của nó là dạng đầu bằng nha anh em. Còn mấy cái kia thì nó dạng mũi nhọn. Rồi, bé nha. Rồi cây này giá của nó cũng là 250 chuyển khoản 5 bao ship luôn nha. Đấy. Cây này thì nhìn cái thân của nó nhìn nó hơi mập hơn tí xíu. Rồi, chiều dài là 26 nha, tổng chiều dài là 26. Đấy, cũng là cái dạng này. Đây anh em này, phần thép lưỡi thép carbon nó từ bàn từ trên đây giờ xuống đây ha. Đó, cũng là một cái dạng ấy thôi. Y chang mấy cái kia thôi. Rồi, giá 63-12, 250 chuyển khoản 5 bao ship luôn. Rồi, tiếp theo là 63-14 ha. 63-13. Đó là một cái kéo cắt tôn thì cái lưỡi của nó lại thiết kế theo kiểu khác. Cái nó thiết kế cái phần này theo kiểu của cái dáng cái kéo cắt tôn của Mỹ ha. Đó là nó khuyết cái này xuống. Đó, rồi nó làm cái lưỡi trên đây. Thì nó làm như vậy mục đích là để nó thực ra nó giảm ma sát để khi mình cắt thôi, cắt cái lưỡi của nó, nhưng mà đòi hỏi cái lưỡi này nó lại phải cứng hơn. Đấy, thì cái dạng kéo của nó thì nó thiết kế theo kiểu dáng kéo của Mỹ á. Ha. Thì ba cây này bốn cây này thì nó đều có những thiết kế nó riêng biệt khác nhau ha, chứ không có cây nào giống như cây nào hết. Đó. Cây này thì sơn xanh nó còn ha. Đó, y chang nhau hết, chữ Nhật rồi đầy đủ ha, lưỡi này ngon ngon không bị mẻ nha anh em. Kéo này còn mới cho nên cầm cảm giác nó hơi khít ha. Rồi, bốn cây kéo cắt tôn này không có hình dạng, không có cây nào giống cây nào hết ha. Tất cả là đều có một cái thiết kế riêng biệt khác nhau hết. Rồi, giá 63-13 ha, 250 chuyển khoản 5 bao ship luôn. Bốn cây này nhìn nó như vậy nhưng mà bốn cây này đều có những cái thiết kế nó khác nhau hết ha. Mặc dù nó chung một cái hãng, nó chung một hãng ha. Nhưng mà cái thiết kế của nó là anh em nhìn nè, nó hoàn toàn là khác nhau hết. Đấy, bốn cây. Rồi, mỗi cây là đều 250 hết, anh em chuyển khoản 5 bao ship nha. Tiếp theo 13. Rồi, 13 rồi, giờ hôm qua 14 nha. 14. Đây 14 là một cây cưa của Kai nha, cây cưa của Kai. Thì cây này nhìn nó hơi bề mặt nó hơi đen đen nó xíu ha. Đó, nhưng mà cưa này là cưa hai sử dụng cho hai mặt. Đó, vừa cưa thô được, vừa cưa tinh được. Cưa này là của hãng Kai nha, Make in Japan. Đó. Cưa là của Kai, Kai là sản xuất dao ha. Rồi. Thì để đo cái chiều dài nha. Chiều dài lưỡi của nó là 24.5. 24.5 ha. Cái bản của nó này. Bản của nó là 4.5. Rồi. Đó. Hình thức như thế này ha. Rồi, giá 100k chuyển khoản 5 bao ship luôn, 63-14 ha. 63-15. Đó là một cây thước để đo độ nghiêng. Đây, đo độ nghiêng đây ha. Ở trên đây nó có hướng dẫn sử dụng hết nè. Đó, anh em đo ha. Thước thủy. Rồi, chiều dài của nó là 10. Bản của nó là 5. Độ dày này của nó là 2 nha. Đó. Hai bên là ốp nhựa. Rồi. Make in Japan ha. Make in Japan có hướng dẫn sử dụng hết hẳn hoi. Rồi, của hãng là hãng Ebisu ha, Ebisu. Thước nhôm ha. Rồi, 63-15 em bán giá 120 triệu khoản bao ship luôn. 63-16 ha là một cây cưa.
của Bakuma ha, Made in Japan này. Đó, Made in Japan ha, lưỡi cưa rất là đẹp ha, nhưng mà cái đầu nó bị gãy nhẹ cái ha. Cái cưa này nếu mà không bị gãy đầu là bán tới 200 mấy lận. Rồi Pro 20210 nha của Honto Bakuma ha. Cán là cán cao su, cán nhựa ha, có đồ móc. Nó làm thêm cái dây rút rồi làm đồ móc ha. Đó. Rất là tiện lợi, rất là gọn gàng ha. Mấy cây cưa mà dòng này thì nói chung là rất là bền. Rồi giá của nó là 140, chuyển khoản bao ship luôn, 63-16 nha. 63-16. Tiếp theo là 63-17. Đó là một cây của Tone Japan. Cái này sử dụng đầu 3/4 nha. À, đầu 3/4 anh em nhìn này, nó còn mới ha. Đấy, cây này là, nói chung là dạng khối, nguyên một khối luôn. Nguyên một khối luôn ha. Số của nó là 271 ha, đảo chiều hẳn hoi. Đó, rất là, nói chung là cây này còn đẹp ha, mới. Hai đầu vít này, đấy, không vết mở. Đảo qua đảo lại, đảo qua đây, đó, đảo chiều ha. Đó. Của Tone ha, Japan. Để em đo cái chiều dài đó nha. Chiều dài của cây này là 19 ha. Đó, anh em có thể search giá của cây này ha. Giá là 208, chuyển khoản nó bao ship luôn. Mã 63-17 ha. 63-17. Tiếp theo là 63-18 thì nói chung là một cái eto bàn thôi. Eto bàn thì nói chung anh em làm bên bạc, bên nói chung là một số bên anh em ấy thì cũng hay xài ha. Đó, cái ngàm của nó này. Ngàm của nó là 6 nha, 6. Và cái độ mở này của nó là 4 phân nha. Cái độ mở mở ngàm ra là 4 phân. Đó, hình thức như thế này. Nói chung là hoạt động tốt ha. Ngàm một khít, hoạt động tốt hay nha. Nói chung là về chức năng, nói chung là chức năng đầy đủ ha. Trên đây có một cái đem mini. Đó. Rồi, cây này giá 450, chuyển khoản nó bao ship nha. Cây này thì nó hơi nặng. Mấy cây eto này, nó eto bàn này nó nặng tầm 1.1 kg nha. 1.1 kg. Rồi 463-18 ha, 450 chuyển khoản bao ship. Tiếp theo là 63-19. 19 là một cái rìu chữ L nha. Đấy, chữ này anh em nhìn này. Rất đẹp ha, để em đo cái cân nặng của nó. Rồi, cây này nặng 1.4 kg là nha anh em. Đó, anh em nhìn ha. Đó, chữ hết là sải luôn. Nhưng mà cây này thì nó bị đây này anh em nhìn này. Cây này thì mình chưa có dọn xong. Đó, nhưng mà cái giá mình để lại cho anh em là giá dọn lại ha. Đó, cây này mình mua bãi là nói chung là cái giá của nó cũng gần bằng giá này rồi. Chứ cũng không có thấp hơn đâu. Đó, anh em nhìn ha. Nó bị khuyết trên đây xíu ha. Lưỡi ở đây nó khấn nhẹ đi xíu thôi ha. Đó. Anh em có thể bo tròn góc này lại được ha. Rồi để em đo cái chiều dài với chiều cao của nó này. Chiều cao này của nó là 16 ha. Tới lưỡi là 16, vậy thì anh em có thể bo lên tới đây lấy được tầm khoảng 15.5 là dư sức nha. Đó, phần trên đây này anh em còn 5 này, hơn 5 ha, 5.4, 5.3 gì đó. Rồi. Rồi cái lưỡi của nó là 13.5. 13.5 ha. Ở trên đây là còn 4 này. 4 hơn 4. Ở chiều dài này của nó là tầm 3.5. Đó, tính như thế này. Cây này thì nó cái dạng thép ghép đó, nhưng mà không biết là ghép mấy lớp thôi. Cái này em chưa kiểm tra ha. Thì cái cây này em chưa có mài xong, anh em về nhà nói chung là làm tiếp ha. Đó, làm tiếp. Đó, anh em nhìn chữ nè, đáng để sưu tầm ha. Đó, anh em về nhà có đồ nghề có thể dọn lại cây này ha, tại vì chữ rất là đẹp. Thực ra cái này cũng theo đúng mình sẽ không lấy, nhưng mà tiếc là tiếc, tại vì cái chữ này quá đẹp cho nên thành thử ra là mình sẽ cố gắng mình lấy nha. Đó, hình thức như thế này anh em về dọn tiếp ha. Cán zin tất cả mọi thứ còn nguyên. Đó, mình đã tháo cán rời ra để cho anh em về nhà tự dọn ha. Rồi thì giá của nó là 480 ha. Anh em chuyển khoản em bao ship luôn cho. Anh em chuyển khoản cái này thì em sẽ bao ship nha. Còn nếu không thì anh em tự chịu free ship thì thêm tầm 35-40 nghìn đó. À, cho nên tốt nhất nếu mà mua cái này thì bao ship thì nó sẽ ổn hơn. Tại vì giá của em mua tại bãi nó cũng đã cao gần bằng cái này rồi. Nhưng mà do là em không có thời gian dọn cho nên thôi em sang lại cây này ha. Đó. Cây này rất là đẹp ha. Đáng để nói chung là chữ của nó anh em nhìn này. Đấy, đáng để sưu tầm ha. Chữ nó khắc rất là sâu.
Rồi 63 gạch 19 nha, em bán giá là 480 chuyển khoản 53 ship. Rồi 63 gạch 20 là một cây rìu chữ L, size nói chung là size khủng ha. Cây này cũng là 1.3 kg. Đấy, phải ghi cán hết tất cả mọi thứ, anh em nhìn nó còn zin nguyên này. Rồi lưỡi. Lưỡi của nó là 14.5. Chiều cao này của nó là 16 ha, thì nó cũng bằng y chang như cây vừa xong thôi. Đó, hình thức nó cũng y chang như cây vừa rồi. Cây này thì em không hiểu sao cây này lại không có chữ, nhưng mà cây rìu này là thép 3 lớp nha, thép 3 lớp. Đây anh em nhìn này. Thép 3 lớp ha. Em không biết là nhiều khi em cũng chưa test, không biết là nó có mà đa phần đó là rìu chữ L này là hay thường là dạng làm thép ghép ha. Đấy anh em nhìn này. Đấy, gần nhất là mình đã nhìn thấy một lớp thép ở trên đây rồi. Đó cái đường thép cứng này ha. Nhưng mà không biết là nó có thể ghép nhiều lớp thép hay không thì nhiều khi cái này em cũng chưa có kiểm tra lại. Đấy, hình thức như thế này. Khá là bự. Cái bản rìu này khá là bự ha. Cái trên đầu là nó là 4 này. Bề ngang này là 3.5 này. Nguyên cán của nó luôn là dài 41 nha. Nguyên cái cán này nó hơi ngắn nhưng mà nó cũng dài tầm 41. Rồi, chiều cao này của nó là 16 hồi nãy em đo rồi ha. Cái này thì để em cắt cho anh em coi, cái này em đã hình như em đã mài rồi thì phải. Đấy. Em mài rất là bén này ha. Đấy, anh em này. Đó, giấy nó nhanh mà nó cắt còn được đấy ha. Giấy thì nhanh mà cắt còn được. Vô tư ha. Nó bé nè. Đấy. Rồi cái này em bán giá 550. 550 ha, chuyển khoản 5 bao ship. Mã số 63 gạch 20 ha. 63 gạch 20, 550 chuyển khoản bao ship nha. Rồi tiếp theo là 63 gạch 21 là một cây rìu. Thì cái rìu này nó là một cái dạng rìu mà ghép nhiều lớp. Ghép thép nhiều lớp ha. Thì hôm qua em có thử em test cây này sơ sơ qua thì nó lên ha. Anh em nhìn này. Nó cứ lên những cái đường hoa văn linh tinh ở trên đây. Ngoài cái lớp thép cứng thì trên đây nó nhìn nó cứ vằn à, anh em nhìn nó vằn ha. Cái này thì là thép dạng thép ghép thôi, thép ghép nhiều lớp cho nên anh em nhìn nó có cái gì đó đặc trưng hơn so với lại những cái rìu kia. Chữ thì nó nhỏ thôi ha, chữ nhỏ thôi. Đó. Hình thức như thế này ha. Rồi đến cân nặng trước, nó gần 1.4 kg nha, cũng bằng mấy cái kia thôi. Chiều cao này của nó là còn 14.5 nha. Dài là 13.5, ở trên đây là 4.5 và cái chiều dày này của nó là 3.5 nha. Đó, hình thức như thế này. Đó. Trên đây thì nó có một cái lỗ nha. Cái lỗ này nó khoan không biết nó dùng cái khoan hay gì nó khoan như đây. Thì không hiểu là lý do tại sao nó làm vậy ha. Đó, chữ thì có chữ nhỏ thôi chứ không có chữ lớn. Cái này thép ghép, dạng thép ghép nhiều lớp ha. Cho nên nhìn cứ vằn ha. Đây là cái lớp thép cứng nhất này, là ra màu đen ha, thép này pha carbon nhiều. Đó, rồi hình thức như thế này ha, giá cái này là 63 gạch 21, giá 600.000 chuyển khoản bao ship luôn. 63 gạch 21. 63 gạch 22 ha, là một cây dao rừng anh em nhìn này. Đó, nói chung là nó mới chát luôn ha. À, mấy cái dạng dao này thì nó không có vỏ nha anh em. Cái cây zin của nó vẫn không có vỏ nha. À, thép thì nó khắc vừa vô thép cứng vừa vô thép mềm luôn. À, mấy cây mà nó khắc chữ mà nó khắc vô phần thép cứng này là những cái cây đó chất lượng cũng khá là tốt nha. Rồi, ở trên đây thì nó có bị một số cái dấu mà nó dập nhẹ nhẹ thôi ha, chứ nó không đến nỗi nặng lắm. Rồi, chữ mặt trước đây. Chữ mặt trước ha. Chiều dài lưỡi của nó là 18 ha. Đấy, nó ghi là 180 tức là 18 ha. Lưỡi của nó là 18 này. À, 18, bản của nó là 4, bản của nó là 6 nha. Và nó dày, phần dài nhất của nó là 7 cm nha, 7 cm. Đó, nguyên cán của nó anh em nhìn tem còn, sơn zin sơn bóng còn nguyên ha. Đó, ít bị rỉ sét bị rỉ đồ. Con này thì nó lưỡi của nó vát vào mặt nha. À, đây là thép cứng này, đây là thép mềm mặt phía trước. Con này thì nó
nó bén khỏi bàn luôn ha. Đấy anh em nhìn thấy không, nó bén khỏi bàn luôn. Đấy nó bén giá man luôn ha. Cạo lông tay lông chân được luôn nha anh em. Đấy anh em nhìn này, cạo lông tay lông chân được luôn ha, rất là nhẹ nhàng đó, rất là bén nha. Thì lưỡi em đã vệ sinh sáng trắng cho anh em rồi, việc bị xài thôi ha. Đó, cán thì chắc chắn ha. Rồi cây này để em cân nặng cho anh em coi bao nhiêu năm. Cây này nó nặng là 700g nha, 700g. Đó, rất là, nói chung là cầm cảm giác rất là đầm ha. Cán còn chắc chắn đầy đủ. Rồi giá 650 chuyển khoản em bao ship luôn. Mã số 63-22 nha. 63-22. Tiếp theo 63-23 là một cây dao chặt thủ công ha, thép rèn thủ công. Chiều dài lưỡi là 16 ha. Bản của nó là gần 6. Và nó dày đâu đó tầm gần 1 cm. Cây dao này mà anh em về chặt xương bò xương trâu thì là tuyệt vời ha. Đấy, nó đúc liền nguyên khối luôn, thép rèn thủ công ha. Lưỡi thì em đã, nói chung là cũng đã mài. Cây này thì nó hơi bị lứt nhẹ ở cái phần lưỡi tí xíu thôi, lứt lên là tầm cái đây thôi ha, còn ở trên đây là không bị ảnh hưởng nhiều. Đó, cho nên anh em xài thì cũng khá là vô tư. Con này thì em đã mài rồi nha, em đã mài vừa đủ thôi, tại vì dao chặt thì em cũng không có hạ góc nhỏ quá, sợ nó ha. Anh em nhìn thấy ha, bén ha. Đó, rất bén. Rồi giá của nó là 63-23, 370 chuyển khoản 5 bao ship. Rồi tiếp theo là một cây dao chặt, cũng là hai mặt nha, cây dao chặt hai mặt, cây dao đi rừng. Nhưng mà hàng là hàng rèn thủ công. Chữ thì nó không khắc chữ ha, chữ không khắc chữ. Thôi cây này thì giá của nó là tầm em sửa lại tí xíu nha. Cây này em lấy giá của nó là 420 thôi. 450 đi. Tại vì bao ship cho anh em ha. Cây này lưỡi của nó khá dài ha, dài hơn mấy cây kia. Lưỡi này là của nó dài tầm 18.5. À, 18.5. Bản của nó là 6 và nó dày, chỗ dày của nó là 1 cm. Nha, 1 cm luôn, cán luôn thì dày hơn. Mấy cây mà nó chụp cái kiểu này á, là mấy cây nó thép nó tốt ha anh em. Thép nó tốt. Này, cây này cũng rất là bén rồi, mình mài thì cũng tương, nói chung là nó cũng đấy, anh em thấy ha. Rồi, bén ha. Mài về bén cho anh em rồi ha, về chỉ việc xài thôi. Cán của nó thì nó hơi tét nhẹ xíu, nếu anh em thích về có thể lấy cái lưỡi này về làm cái cán mới ha. Đó. Nguyên cây. Cây rựa của Nhật ha. Rồi giá của nó là 450 chuyển khoản 3 ship 63-24 nha. Rồi tiếp theo là 63-25 là một cây dao chặt. Nói chung là cây này thì cán của nó anh em nhìn nè, nó còn sơn của nó còn rất đẹp ha. Đó, chữ Nhật, chữ đồ trên cây của nó còn nguyên luôn. Cây này thì không biết có phải giấy xanh hay không, nhưng mà cái chữ của nó nhìn nó khắc ở trên cái cán ha, là nó giống như chữ giấy xanh. Đó, chữ giấy xanh mà giống như dạng dạng thể đó, thì nó nhìn nó giống hao hao, nhưng mà nó khắc nhiều khi nó không đủ nét hay sao đó nhìn. Rồi ở trên cái đây của nó nè, chữ của nó nè. Đó, anh em nhìn thấy ha, rất là đẹp. Thực ra cái này nó bị ấy thôi, chứ thực ra trong đây nó có phần keo trắng ha. Đấy, cái chữ của nó ở trong đây này. Tại lúc em vệ sinh nó chưa kỹ, nó còn đấy ha. À, cây này thì lưỡi của nó là lưỡi hai mặt ha. Ở trên đây nó bị một số cái vết xước thớ xước, nhưng mà nó không ảnh hưởng nhiều. Ở đây là phần lưng ha, phần lưng cũng có dấu đấy, nhưng mà nó không đáng nặng lắm. Con này thì em đã mài cho anh em rồi, về cũng chỉ việc xài thôi ha. Đấy, anh em nhìn ha, bén ngót luôn. Cái mức độ này là bao cạo lông tay lông chân vô tư nha. Đấy. Dã man nè.
thấy không? Rồi, để em đo thông số nha. Chiều dài lưỡi của nó là 14. Bản của nó là 7.3, 7.4 ha. Và cái sừng sống lưng ở trên đây chỗ không dập là nó 1 cm. 1 cm ha. Rồi. Đây ạ, trong con coi lại chữ nó một lần nữa nha. Hình thức nó như thế này. Cầm rất là chắc chắn. Nói chung cán này thì nó hơi rơ nhẹ thôi ha. Chứ cũng nói chung anh em một số anh em thích thì về cho em lại nhẹ, đóng cái đinh vô đây là chắc rồi. Đó. Rồi cái này em bán giá là 550 ha. 63 × 25, chuyển khoản nó bao ship. Rồi tiếp theo là một cây rựa chặt. Cây rựa chặt ha. Cây này là dạng thép ghép nhiều lớp. Đấy anh em nhìn ha. Những cái đường những cái đường thép kép ha, nó hiển thị trên đây ha. Những cái đường thép kép nó hiển thị lên ha. Đó, cái này thì nó ghép cũng là thép kép vài lớp thôi chứ nó không có nhiều lớp. Đấy, đếm sơ sơ thì nó cũng tầm 4-5 lớp thôi. Có một số cây thì nó ghép nhiều lớp, trên đây anh em nhìn nó rõ ha. Còn cây này thì nó ghép tầm 6 lớp thôi. Tầm 6 lớp thôi ha. Cái vùng thép cứng là cái vùng thép mà đen nhất này. Đấy, chữ ở bên đây ha, chữ thủ công. Chữ thủ công. Cái sống lưng của nó rất là dày nha. Đó, những cái cây mà nó ghép nhiều lớp á, thì anh em đa phần anh em nhìn thấy ha. Để cái sống lưng của nó là cái nó rất là dày. Rồi để em đo nha. Cây này thì nó dài, rất là dài nha. Và cũng nặng nữa. Chiều dài lưỡi của nó là 20, gần 20 nha. Nó tầm 21.8 rồi. Bản này của nó là 5.7, 5.8 ha. Và nó dày, sống lưng của nó dày là 1.4 cm nha. 1.4 cm. Nguyên cái cán của nó thì rất là dài. 30. Nó tầm khoảng 68 nha. 68 nguyên cái cán này luôn. Cán của nó thì nó hơi tét. Đấy, nhưng mà nó cái cán của nó, cái phần sắt của nó dài tới đây nữa nha. Đó, anh em về có thể, nếu mà ông thích có thể làm cái cán mới theo ý của mình. Cây này thì đã cũng nói chung là vừa xài vừa sưu tầm cũng được ha. Đó, thép ghép nhiều lớp. Cây này tổng nặng của nó là gần 1 kg nha. Cho nên mà cán nó dài á, cho nên cái thế của nó chặt nó rất là lực ha. Cái thế chặt nó rất là lực. Rồi cây này giá của nó là 750, chuyển khoản nó bao ship nha. 63 × 26. Cây này thì em mài rồi nhưng mà để coi cắt, cũng cắt giấy được ha. Đấy, cũng cắt giấy và phà luôn. Đấy ạ. Rồi, cây này là dạng thép, em xin nhắc lại nha, là cây này là dạng thép ghép nhiều lớp. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng á thì sưu tầm thì cũng có thể chơi cây này ha. Kiếm được cây mà thép ghép nhiều lớp thì cũng nói chung là dao thì nó dao nhặt đó, thì nó một số anh em lại khoái những cái dòng sản phẩm mà nó độc đáo như vậy. Đó, anh em nhìn thấy ha, những cái đường nó cứ lờ mờ nó sọc gợn sóng ha. Rồi, tiếp theo là mã số gạch 27 ha. 27 là một cây Eto. Đó, cái Eto đó ha, thì cái Eto đó clip trước em đã có đăng rồi. Nhưng mà cũng như một số anh em cũng hỏi đấy, nhưng mà nói chung là anh em kêu lại là giá nó cao quá như thế nào. Thì thực tế là cái anh em muốn thực tế là sao lại kêu cao hơn là những cái kênh khác. Cái Eto này á, thì cái cây em đã, thì anh em muốn coi lại cái review đó như thế nào thì anh em coi lại ha. Tại clip trước em đã đăng rồi, clip trước kênh của em đã đăng rồi ha. Nó là, để em nói sơ qua, tức là ngàm 12.5 Eto của Aeron. Mới hoàn toàn 100%, gần như chưa sử dụng ha, nước sơn zin tất cả mọi thứ còn nguyên. Và cái thường á, một số kênh khác những dòng sản phẩm như vậy á là họ bán, đang bán cái giá của nó là tầm 2,5 triệu đó. Nhưng mà cái đế của nó không có. Eto đa phần là anh em kiếm mà cái Eto mà cái nguyên bản của nó là cái đế nó không có nha. Đó, Eto cái đế nó không có. Và cái cây này thì là hoàn toàn 100% chưa sử dụng. Cho nên thực ra là để mà săn được cái những cái hàng như vậy em cũng đã mất rất là nhiều công sức vô đó. Đó, cho nên thành thử ra là cái và cái giá mua lại chắc chắn với anh em một điều là em còn cái giá em mua đồ vô đó đã cao hơn những cái giá anh em kia bán ra rồi. Tại vì cái hàng này, thứ nhất là để mà săn được cái hàng này nó khó, và kiếm được cái cây nào mà nó còn cái đế Eto mà còn cái đế xoay của nó lại còn khó hơn nữa.
Đấy. Còn những cái dòng ô tô khác thì thực ra là ngoài bãi, mà thì ngoài đáy thì nói chung là cũng rất là nhiều. Đấy, nhưng mà nhiều khi kiếm được cái cây này, cái giá thành của nó như vậy thì thực sự là anh em nào nếu có tiền thì chơi cũng, em nghĩ nó cũng đáng thôi. Chứ còn tại vì hoàn toàn gần như là chưa có sử dụng gì hết ha, thì thực ra là cái giá của nó 4,5 triệu thì em không có giảm được đó, cho nên là em cũng đi, nói chung là kiếm cây này được về rồi thì nói chung là cũng để chơi, tiết là để chơi, thứ hai là nói chung là anh em nào nếu mà có đủ điều kiện, không có lăn tăn về giá thành hay gì đó thì ok, thì nói chung là liên hệ em đó, thì em vẫn nói chung clip nào em cũng muốn bỏ lên thôi để cho anh em có thể nói chung là tìm một cái người có thể hữu duyên ha, hữu duyên. Rồi thì sau cùng ha là móc quần áo ha, móc Nhật thì đây em về rất là nhiều ha, em về vừa móc quần vừa móc áo. Thì đây là một cái dạng móc mà nó ở trên đây thì nó có mấy cái này là size ha, mỗi một cái thì nó có kẹp một cái trên cái này là có size. Thì cái móc này là bằng thép ha, chất lượng bằng thép, bằng thép và nó mạ xi bên ngoài nhưng mà thấy nước xi nó cũng rất là tốt. Ở trên đây thì nó có phần cao su nha, có phần cao su. Thì thực ra là bỏ phần cao su đi sẵn được, tại vì hàng bãi về lúc nào phần cao su này nó cũng bị nó cấn cho cấn vào nhau ấy, thì nó cũng bị một số cái nó cũng bị chảy chuột tí xíu ha. Rồi, cái này em đã clip trước em đã nói rồi ha. Cái này thép này thì nó rất là tốt. Anh em nhìn ha. Thí dụ như một cái móc này mà anh em cầm lên, anh em kéo nó xuống thì nó rất khó bị biến dạng được nha. Nhưng mà ngược lại thì nó cũng rất là nặng. À, như cái móc nhôm anh em ở nhà đang xài á, mà mua ngoài chợ á, thì nó chỉ cái trọng lượng của nó chỉ có bằng một phần chắc đó, bữa đó em cân thì nó tầm khoảng 2/10 của này thôi, tức là 10 một cái một bộ móc 10 cái như vậy á, là nặng 1 kg rồi nha, nặng 1 kg rồi. Còn cái kia thì rất là nhẹ thôi, bằng nhôm mà không thể so bằng thép được. Về nguyên vật liệu đã khác nhau rồi đó, nhưng mà cái móc này thì nó gia công nói chung là cũng rất là nói chung là chắc chắn ha. Thì cũng có một số anh em đã mua rồi, đã mua từ clip trước rồi và cũng đã phản hồi, nói chung là chất lượng cũng tốt ha, và có một số anh em thì cũng đã đặt thêm rồi. Rồi thì anh em nào nếu đặt số lượng nhiều á, muốn mua số lượng nhiều về bán lại hoặc là như thế nào thì ok, có thể liên hệ em ha. Còn giá bán lẻ thì đây em đang để bài giá bán lẻ ha. Giá bán lẻ như vậy, một bộ móc này 10 cái như vậy là 150. Anh em là chuyển khoản thì em bao ship nha, 150 ha, giá của nó tới 1 kg nữa, cái cây một bộ này tới 1 kg ha. Đó là móc áo, để em đo lại cái chiều ngang của nó này, chiều ngang này của nó là 30 là 40 nha, chiều ngang là 40, chiều cao này là 18 đó, 18 đó, rất là chắc chắn ha. Cái thép này của nó rất là bự, anh em nhìn ha, nhìn ha. Nói chung là hàng này cũng mới ha. Nói chung là nguyên một cái lô móc này về là hiện tại là em đã lấy hết rồi, em đã bao hết những lô móc đó, thì hiện tại là cái số lượng rất là nhiều. Anh em nào có nhu cầu sử dụng thì ok, cứ liên hệ em nha, số lượng bao nhiêu cũng được. Em về nguyên lô này nó tầm khoảng 300 gần 400 kg nha, gần 400 kg đó. Rồi đó là móc áo nha, còn đây là móc quần. Cái kiểu này là kiểu dạng móc quần đó, nó có hai cái đồ kẹp hai bên ha. Ở đây là hai đầu này nó chốt bằng nhựa. Ở trên đây thì mỗi cái nó lâu lâu lại để thêm cái này để mà chỗ đánh dấu size quần hay size quần ha. Đấy, trong đây này này. Đó, nó có bọc nhựa ở trong ha. Đó. Nói chung là em thấy chất lượng này, một số anh em phản hồi lại chất lượng cũng khá là ok. Đấy. Rồi thì bộ móc quần này là giá của nó là 120k, chuyển khoản làm bao ship nha. 120.000 chuyển khoản đang bao ship. 10 cái này thì nó nặng tầm cái này là đang em đang cầm một vị trên tay, vậy là tầm 5 cái nha. Tầm 5 cái và 10 cái này là giá của nó là 120 chuyển khoản đang bao ship. Nha, 10 cái móc quần này nó nặng tầm 0.8 kg nha, nó cũng hao hao. Tức là nó cũng gần bằng với lại cái móc áo. Đó. Rồi thì nói chung là cái clip hôm nay của em tới đây là hết. Anh em thứ nhất đó là em những cái mã nào sản phẩm nào anh em chốt rồi thì em sẽ để trên hết trên tiêu đề đó, để cho anh em trong quá trình xem video anh em biết là mã nào sản phẩm nào còn để với trường mình chốt đơn nha, cho nó dễ. Rồi thì để mà chốt đơn anh em vui lòng nhớ cái mã số giúp em nha, và gửi số về nhắn tin về số điện thoại em có để trên tiêu đề của clip. Rồi một lần nữa xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại tất cả anh em trong các clip tiếp theo.